Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, phản ánh bị nhóm người hành hung khi đến làm việc ở phòng PC02 ngày 16 tháng 10. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu phòng này báo cáo làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, không có chuyện bà Hằng bị nhóm luật sư và ông Võ Hoàng Yên, 46 tuổi, hành hung. Hai bên chỉ lớn tiếng qua lại. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 10, tại cuộc livestream trên mạng xã hội, bà Hằng nói trong buổi làm việc tại cơ quan công an TP.HCM về vấn đề kiện tụng ngày 16 tháng 10. Ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư, 2 nam 2 nữ, đi cùng đã hành hung bà. Bà Hằng nói thời điểm đó chỉ có một công an trong phòng, người này phải gọi thêm công an đến giúp. Bà Hằng cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu công an TP.HCM trích xuất hình ảnh từ camera và gửi đơn đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ việc. Trong khi đó, luật sư Lê Thành Kính, người được bà Hằng nêu tên trong livestream, khẳng định không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 phút sáng đến khoảng 13 đến 14 giờ thì kết thúc.